kính chào quý ông bà, anh chị em. Hôm nay ngày 17 tháng 12, 2021, con cùng quý cha bạn tạ ơn Thiên Chúa và mừng Hồng Ân 17 năm Linh Mục, 17 tháng 12, 2004 và 2021. Do Đức Hồng Y Gioan Bautista Phạm Minh Mẫn phong chức ở Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Sài Gòn, xin ông bà, anh chị em thêm lời cầu nguyện cho tất cả chúng con. Trong video số 70 của tuần thứ 3 Mùa Vọng hôm nay, chúng ta tìm hiểu ý nghĩa biểu tượng máng cỏ trong hang đá Giáng sinh. Quả thật, trí khôn loài người không thể nào tưởng tượng được Thiên Chúa Toàn Năng trên trời lại chọn máng cỏ nghèo hèn để sinh xuống làm người và cứu độ chúng ta. Tuy nhiên, Kinh Thánh cho thấy có một đường lối nhiệm màu nhưng rất quen thuộc của Thiên Chúa, đó là chọn những gì hèn mọn và bé nhỏ đối với loài người để thực hiện những kế hoạch cứu độ vĩ đại. Chính nhờ đó mà quyền năng Thiên Chúa lại càng được bày tỏ cách rõ ràng hơn. Ví dụ, máng cỏ bằng gỗ nghèo hèn của Chúa Giêsu gợi cho chúng ta nhớ đến chiếc tàu gỗ của ông Noê thời Cựu Ước. Chiếc tàu gỗ đó cho dù khá lớn, nhưng cũng chỉ như hạt cát giữa biển nước mênh mông của trận hồng thủy kinh hoàng thời bấy giờ. Nhưng dưới bàn tay Thiên Chúa, quan phòng, chiếc tàu gỗ đó đã cứu một gia đình nhỏ bé gồm 8 người thoát họa diệt vong và đã đưa lịch sử bước sang một tương lai mới đầy hy vọng. Chương 6 câu 14 trong sách Khởi Nguyên nói, Thiên Chúa phán với ông Noê, ngươi hãy làm lấy một cái tàu bằng gỗ bắt. Câu đó trong tiếng Hebrew là AC Leka Tevat AC Gope. Trong đó chữ gỗ là AC gồm có ký tự Azin, vị trí thứ 16, và Sadi, vị trí thứ 18 trong bảng chữ cái tiếng Hebrew. Về sau, tác giả sách Khôn Ngoan ở chương 10 câu 4 cũng như ở chương 14 câu 5 đến 6 đã suy gẫm câu chuyện đó và diễn tả sự cứu thoát kỳ diệu ấy bằng cách thêm tính từ hèn để mô tả về con tàu gỗ ấy. Khôn Ngoan dùng mảnh gỗ hèn hướng dẫn người ngay. Người ngay ở đây là ông Noê. Và chữ gỗ cũng có ký tự Azin và Sadi như chúng ta vừa nói ở trên. Sau cùng, như một sự nhất quán nhiệm màu, Chúa Giêsu cũng lại chọn một mảnh gỗ hèn để hoàn tất chương trình cứu độ loài người, đó là cây gỗ thánh giá. Như vậy, Chúa Giêsu hiện thân lòng thương xót của Thiên Chúa đã không bao giờ bỏ rơi loài người đau khổ và tội lỗi giữa biển trần gian. Người đã xuất hiện như ông Noê mới của thời Tân Ước, bước vào máng cỏ tồi tàn của loài vật như vào chiếc tàu gỗ trong trận lụt hồng thủy năm xưa. Và nhất là người đã dùng cây thánh giá như một chiếc tàu gỗ thần linh nhiệm màu để cứu vớt loài người khỏi biển trầm luân của tội lỗi. Đứng trước máng cỏ hang đá Giáng sinh, chúng ta vui mừng tuyên xưng rằng Chúa Giêsu khi được Đức Mẹ đồng trinh sinh ra và đặt nằm trong máng cỏ nghèo hèn, thì người đã khai sinh ra một thế giới mới, một kỷ nguyên mới, với một nhân loại mới của ân sủng, yêu thương và đầy hy vọng. Nguyện xin Thiên Chúa ban phúc lành cho tất cả thế giới và mỗi người chúng ta. Xin cảm ơn ông bà, anh chị em